Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ với chủ đề 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ. Đây là một phần trong chương trình chính thức của đoàn do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức. Triển lãm trưng bày 21 bức ảnh tư liệu đánh dấu những cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước trong 50 năm qua. Sự kiện trưng bày này là một hoạt động có ý nghĩa góp phần thiết thực vào thành công của chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ ngày 7 tháng 1 năm 1972, ngày 7 tháng 1 năm 2022, 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ 2016-2021, cũng như chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2021. Chiều tối ngày 17 tháng 12 theo giờ địa phương, tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ hiến bang Kerala Pinaravijayan. Thủ hiến Pinaravijayan cho biết sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist có ảnh hưởng sâu rộng đối với người dân bang Kerala trong thời gian rất dài. Đất nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong trái tim người dân Kerala. Chia sẻ một số chính sách hiện nay của bang Kerala với mục tiêu vì người dân, lấy người dân làm trung tâm, Thủ hiến Pinaravijayan nêu rõ, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế vì thách thức do thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, dịch COVID-19 gần đây, nhưng bang Kerala đã nỗ lực tăng trưởng, có chính sách vì người dân, mang lại lợi ích cho người dân. Đánh giá cao những thành tựu toàn diện về kinh tế xã hội mà bang Kerala đã đạt được, nhất là những thành tựu trong phát triển kinh tế, phát triển con người, Chủ tịch Quốc hội cho rằng người dân chính là những người thụ hưởng thành quả này. Chia sẻ một số thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam trong hơn 30 năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ nói chung và bang Kerala nói riêng đẩy mạnh hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh như chế tạo, công nghiệp phụ trợ, ô tô, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Tối ngày 17 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và khánh thành khu nhà ở của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã cắt băng khánh thành và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu nhà.